Xin kính chào quý vị. Đại lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về nhân quả, số mệnh và định nghiệp. Chúng ta đã vừa trình bày qua vấn đề nhân quả, số mệnh và đây là phần thứ ba chúng ta nói về định nghiệp của một con người. Kính thưa quý vị, đâu đó trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng chắc ô đó là số cả. Làm việc gì không được hay làm việc gì được, chúng ta cũng chúc mừng bởi cái việc đó là số cả. Ngay khi mà mình thất bại, mình sắp chết rồi cũng là số cả. Có những người cả đời không tin vào số, nhưng khi gần chết tới nơi rồi thì mới nói số ta như thế này, thì điều đó nó đã quá sức chậm để chúng ta có thể có cơ hội mà sửa chữa. Kính thưa quý vị, định nghiệp của con người là gì? Tức là một cái nghiệp lực nó đã trói buộc vào trong con người của chúng ta, mà chúng ta phải đi vào cái cuộc sống như thế. Nghiệp lực thì nó có nhiều cái hình cảnh lắm, nhưng mà qua cái 12 cung cũng số mệnh, 12 cái phương diện sống của cuộc đời đó, nó gồm có mệnh huynh, thê, tử, tài, ách, chi, nô, quan, điền, phúc, phụ. Ở trong đó nó có về cái đường tiền bạc, có cái đường tiến thân trong đời của mình, nó có cái đường tiến thân trong cái sự nghiệp của vợ con, của cha mẹ, vân vân. Tức là có người cả một đời của mình chỉ làm buôn bán theo cha mẹ và cái nghiệp của theo cha mẹ mà thôi, lại có người cả một đời trong đường quan lộc của mình tiến thân vào ở chỗ hy sinh một đời của mình cho đất nước, cho đường quan lộc của mình, một đời là dấn thân việc gia đình lo tạm đủ thôi, nhưng mà tất cả cái thời gian và tâm huyết của mình chỉ lo về cho đất nước của mình. Đó là cái đường quan lộc của người ta, nó phát triển như thế. Lại có những người về tài cung, người ta nó phát triển mạnh đi, cả đời mình chỉ làm cái nghề buôn bán mà thôi. Lại có những người cả một đời không làm ăn, không buôn bán gì cả mà chỉ sống theo người vợ và có vợ rất là đông, vân vân. Nói chung nghiệp của con người nó qua 12 cái cung cách khác nhau để chúng ta xác định được cái nghiệp của một con người. Có những người sinh ra thì học rất là giỏi, học vô cùng giỏi, đủ đổ nhiều bằng cấp lắm, vì cái mệnh của mình nó có những cái sao, nó gục về cái cách của văn chương, cái thế của những sự thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà đường quan lộc của mình nó là không có chuyện gì phát triển cả, cho nên cuối cùng mình không thể làm ông lớn, ông này, ông bà kia được trong xã hội được, mà mình chỉ làm những công việc bình thường để mà phò cho, giúp cho những người mà trí tuệ người ta là bình thường thôi, nhưng ta rất giàu có, có cái cơ xưởng đó. Đó là như vậy, cho nên là định nghiệp trong 12 cung của con người và mỗi một con người, một cá nhân, nó là nhiều cái hàng biến thiên lắm. Và chỉ có khi nào chúng ta nghiên cứu được lá số tử vi thì chúng ta mới biết được là cái nghiệp lực nằm ở chỗ nào, những cái thần sát nó đóng ở chỗ nào, để chúng ta biết đường chúng ta đi để mà chúng ta chọn lựa. Ngay cả những vị tổng thống, những vị nhà nghèo, những người cực giàu, những nhà tu, những người tu thiền, những thiền trí thức muốn tu đắc thành Phật, thành tiên, vân vân, chúng ta đều phải xem cái nghiệp lực của chúng ta đi như thế nào. Bởi vì ở cái tuổi lớn mà chúng ta lại không có đủ sức khỏe và chúng ta phải ra đi sớm thì cái kết quả tu hành chúng ta sẽ không có được viên mãn. Hoặc là có những người mà ở tuổi trẻ thì rất là sáng suốt, nhưng đến tuổi già thì tự nhiên cái tư tưởng, cái đầu óc nó kém đi rất là nhiều, không thể ngồi tự suy diễn được, hoặc sức khỏe mình vô cùng yếu. Hoặc là có những người mà ở tuổi trẻ thì rất là yếu đuối, rất là kém thông minh, rất là bình thường, nhưng về đến tuổi già 60 tuổi trở đi, bỗng dưng cái cơ thể mình nó theo cái chemistry, theo cái độ tiến hóa của cái thần sát trong cái cơ thể mình, người đó trở nên thông minh, khỏe mạnh mà có thể tu hành và đạt được nhiều cái việc kết quả tốt cho cuộc sống, cuộc đời của mình. Đó là do cái chu kỳ vận thế của lá một lá số tử vi, nó gọi là định nghiệp. Định nghiệp mới dẫn cho mình đi theo cái cuộc sống của mình để mình hoàn tất cái nghiệp của mình. Nó gọi là cái nghiệp lực. Nghiệp lực là cái lực mà trong đầu mình không biết tại sao cứ suy nghĩ vấn đề đó, mình nhất định phải làm cái điều đó mà chúng ta không thể là cưỡng bái được, cưỡng bách lực để chúng ta cứ tiếp tục đi. Tức là cái nghiệp lực để nó tạo thành một cái số mệnh của mình. Nhưng nếu chúng ta hiểu được cái sự tử vi của mình, hiểu được số mệnh của mình, chúng ta biết được cái nghiệp lực của mình, thì chúng ta sẽ hiểu được cái đời sống của mình mà có giá trị hơn và làm việc hơn. Chúng ta thoát khỏi cái vô minh, chúng ta thoát khỏi cái vô minh như trong thập niệm nhân duyên đầu tiên là Đức Phật nói là như thế. Kính thưa quý vị, không ai thương ta bằng chính ta, cũng không có ai mà giúp đỡ cho chúng ta bằng chính chúng ta được.
chúng ta phải tìm hiểu về cái con người của mình, về cái trí tuệ của mình, tự mình phải đánh giá con người của mình, tự mình phải biết mình là ai, phải tự nhận mình dù xấu dù đẹp, dù hay dù tốt, dù dở như thế nào, phải nhận ra chân thực của mình, sống trong sự thật, không có mơ mộng hão huyền, không có vì một yếu tố này vì yếu tố kia để mà chúng ta quên mất cái chân ngã của con người của mình đi, thì chúng ta sống mới có tốt đẹp hơn. Tôi xem tử vi cho một số người thì rất ít có một số người không bao giờ chấp nhận cái sự thật, mặc dù là tử vi số mệnh con người nói ra như thế dẫn đường đi, nhưng họ cứ cứ ương ương, tức là chỉ thích theo cái mình suy nghĩ thôi, cái mình nghĩ mình là đúng thôi, nhất định không có theo một cái yếu tố gì của người khác nói, mặc dù người ta nói hoàn toàn đúng về cái nghiệp ngã, cái thân phận, cái cha mẹ, cái con người của mình. Cho nên đi xem số tử vi là một cái vấn đề mà rất là phức tạp cho những người mà đi xem số. Nhưng đi xem số phải hiểu rằng là mình đi xem số để mình tìm ra được cái con người của mình, bởi vì mình không biết mình là ai. Cho nên đi xem số không thể nào mà nói rằng là tôi không phải như vậy, tôi không phải thầy. Khi một người thầy giỏi đã xác định được năm tháng ngày giờ sinh và con người mình rồi, người ta sẽ nói về số mệnh của mình, thì điều đó là mình cứ lắng nghe số mệnh, rồi tối chúng ta nằm ngủ là ôn lại, chúng ta mới nhận thức được. Chứ mà chúng ta cứ khăng khăng nghĩ theo cái tư duy của mình, cái tư duy của mình nó đã là một cái mệnh số, nó đã sai rồi. Có những người mà mệnh số đó nó là vô chính diệu, tuế phá ngộ phục binh, mà thân của người đó nó lại có cái cự kỳ hung thần hóa khoa, nó vỡ bể hết rồi. Cho nên và cuộc đời có một cái sao địa kiếp như vậy, thì cuộc sống nó sẽ gặp nhiều cái phản tắc, phản hồi, và không bao giờ chấp nhận cái sự thật, luôn luôn đạt cái mục tiêu của mình mà không có vô ý nghĩa như vậy. Cho nên đi xem số là việc vô cùng cần thiết cho một người mà đi xem số rồi phải hiểu được cái vai trò của mình là gì. Vai trò của mình là cái người đi tìm sự thật về cuộc đời và cuộc đời của mình, để mình thăng tiến về về cái cuộc sống và về tâm linh của mình. Và có gì và không có gì quý báu bằng khi có một người, khi có một ông thầy tử vi bỏ cả đời, người ta đã nghiên cứu biết bao nhiêu lá số rồi, người ta ngồi bên cạnh mình để ta cố vấn cho mình nghe cái con đường đời của mình đi, cái sự nghiệp của mình đi làm thế nào để cho mình thành công. Đó là một cái việc vô cùng quý báu và phải là một cái điều mà chúng ta cần phải có. Đó là điều quý báu chứ không phải là cái gì đó để mà chúng ta đáng lo ngại. Cho nên là những người khôn ngoan là những người luôn luôn nghĩ đến cái thân phận cuộc đời của mình, lo cho mình trước, và luôn luôn muốn cho cuộc đời của mình tươi sáng, thành công, tốt đẹp. Và sau đó chúng ta lại có những người thiền trí thức, những người giỏi, hiểu về cuộc đời nhiều. Người ta ở bên cạnh mình một tiếng đồng hồ, người ta đề nghị cái này, người ta nói mình để kia, để làm gì, để cho đời của mình có sự thay đổi tốt đẹp, thăng tiến hơn về mọi mặt. Đó là một điều quý báu, những giờ giấc đó như vừa quý báu vô cùng. Tôi sẽ phép vào phần dẫn giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào ạ. Dạ, anh Hốt, chúc chào thầy ạ. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, 22 tháng 12 năm 1990 ạ, nam. Năm 1990, nam sinh lúc bấy giờ? Dạ, 4 giờ chiều. Sinh tại Việt Nam ạ. Sinh vào 4 giờ chiều, rồi 4 giờ chiều. Dạ, tức... con trai rồi. Của tôi, dạ. Ngày 22 tháng 12 năm 1990 sinh vào lúc 4 giờ chiều. Con trai của bà. Đúng rồi thầy. Dạ, đúng rồi thầy. Con trai của bà thì bà sẽ biết rõ về con trai của bà nhé. Đây. Dạ. Đây con trai của bà. Con trai của bà là một đứa con trai, nó có sao mệnh cơ lương. Mệnh cơ lương đấy nhá. Nó là cái người mà tính toán, biết học, biết hành, biết sắp xếp, biết xoay sở, biết lo nha, biết lo. Nhưng mà cuộc đời lo được tới đâu, chờ cho có thành công không, là phải dựa vào cái đại vận của mình mới biết được. Đây là người thứ nhất là phải nói là giỏi, tháo vát, có bản lĩnh, biết lo, biết làm. Nhưng mà đường vợ sẽ là cái đường nhức đầu, gây cấn đó. Có vợ là dễ đi đến để bỏ vợ đó, rồi không chịu sinh con, hoặc có con dễ mất nha. Cuộc đời người này phải chờ mãi cho đến khi người này về đến tuổi 43 tuổi trở đi, 42 tuổi đi thì cuộc đời mới giàu có, đến thành tựu, đến hết đời của mình. Chúc may mắn. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.